chịu không nổi đòn của Tô, Võ Văn Thưởng viết đơn từ chức, đẩy thế khó cho Tổng Trọng. Càng gần đến đại hội lần thứ 14, triều đình của Đảng Cộng sản Việt Nam càng xảy ra những trận thư hùng ác liệt hơn. Đầu năm Thìn, Tô Lâm cho bắt lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn và bắt sống hàng loạt quan chức có dính tới tập đoàn này. Tờ Thời báo.d đã có loạt bài viết về vấn đề được miêu tả và chắc chắn sẽ theo dõi sát sao để cung cấp những thông tin cần thiết cho bạn đọc. Đồng thời, chúng tôi cũng phân tích những chiêu trò của các bên để lột trần bộ mặt thật gớm ghiếc của giới quan chức đằng sau tấm mặt nạ của dân, do dân và vì dân mà chế độ này cố gắng dựng lên. Tô Lâm là một người thực sự nguy hiểm cho đất nước, nguy hiểm cho người dân. Nếu ông ta trở thành Tổng Bí Thư, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, thì ông ta sẽ càng manh động hơn, càng xem thường pháp luật và càng bất chấp hơn. Hiện nay, Tô Lâm đang từng bước tiến hành kế hoạch chiếm ghế Tổng Bí Thư bằng cách dùng Bộ Công an làm công cụ để nắm thóp các đồng chí, khi cần sẽ tung chiêu ra để hạ họ ngay lập tức. Chịu không nổi áp lực từ Tô Lâm, Võ Văn Thưởng đã phải viết đơn từ chức. Người Cộng sản hay gọi nhau là đồng chí, nghĩa là cùng chí hướng, cùng lý tưởng, nhưng thực chất họ triệt hạ nhau không thương tiếc, thậm chí thuốc nhau nếu cần. Họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn với đồng chí của mình miễn sao đạt được mục đích. Một nguồn tin từ nội bộ cho biết vào ngày 14 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước đã viết đơn từ chức gửi lên Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị. Nguyên nhân là ông không chịu nổi áp lực từ phía Tô Lâm, người đang nắm rất nhiều bằng chứng về những sai phạm của đàn em và có liên quan trực tiếp đến Võ Văn Thưởng. Như vậy, ông Thưởng xem như đã đầu hàng Tô Lâm. Việc còn lại là phía ông Trọng sẽ làm gì với lá đơn này? Ông có triệu tập một cuộc họp bất thường của Bộ Chính trị và cả Trung ương Đảng để lấy ý kiến hay không? Hay là ông lại im lặng? Ông Trọng thực sự đang bị đẩy vào thế khó. Nếu bênh vực Thưởng thì phật lòng Tô Lâm, còn đồng ý với áp lực mà Tô Lâm gây ra thì e rằng Tô Lâm sẽ được đà lấn tới. Võ Văn Thưởng một tay dòng Trọng cất nhắc, còn Tô Lâm cũng chính là người mà ông Trọng đang dùng. Hiện Tô Lâm đã tỏ rõ quyết tâm hạ bằng được Võ Văn Thưởng. Nếu ông Trọng không chấp nhận đơn từ chức của Thưởng thì sợ rằng Tô Lâm sẽ nổi điên. Khi đó với binh quyền trong tay, chưa biết Tô Lâm sẽ làm ra chuyện gì. Ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng triệt để sự nguy hiểm của Tô Lâm cho những mục đích của ông. Giờ đây chính ông lại gặp vấn đề với kẻ thuộc hạ nguy hiểm này. Ông Tô Lâm đích thực là một con cọp dữ. Với ngân sách mà Đảng dành cho Bộ Công an lên đến hơn 100.000 tỷ đồng mỗi năm, ai dám chắc là Tô Lâm trong sạch. Trong sạch mà ông Tô có thể ăn thịt bò rát vàng, có thể nuôi con ăn học ở Anh Quốc với chi phí hàng trăm ngàn bảng mỗi năm. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đang bị áp lực bênh Tô Lâm hay bênh Thưởng đây? Không một quan chức nào trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản trong sạch cả. Một khi đã quyết khui thì ông nào cũng lòi ra sai phạm. Ông Trọng lợi dụng điều này để triệt hạ hết vây cánh của đối thủ và các nhóm mà ông không vừa ý. Đến nỗi ông lập hẳn cái lò để đốt hết những ai mà ông cho là cần phải đốt. Tô Lâm cũng chỉ học lại đúng những chiêu thức mà ông Trọng đã dùng để hạ bệ Võ Văn Thưởng. Điều đó cho thấy Tô Lâm sẵn sàng lên võ đài để đấu với mọi đối thủ của ông trên chính trường. Trong tay ông Tô có cả một bộ máy khổng lồ cùng với đầy đủ các thiết bị chuyên dụng để điều tra, vì vậy không có lý do gì mà Tô Lâm không tận dụng nó. Một khi ông Nguyễn Phú Trọng chiều Tô Lâm thì ông sẽ thừa thắng xông lên và mục tiêu tiếp theo sẽ chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi nếu ông Tô lên Chủ tịch nước cùng lúc nhóm Hưng Yên lại nắm Bộ Công an thì Tô Lâm chẳng ngại ngần gì mà không quay sang cắn chủ. Mục đích của Tô Lâm là ghế Tổng Bí Thư, ghế Chủ tịch nước chỉ là bước đệm mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Chịu không nổi đòn của Tô, Võ Văn Thưởng viết đơn từ chức, đầy thế khó cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Bầy kền kền chói tay Trương Mỹ Lan, xẻ thịt Vạn Thịnh Phát. Tại phiên tòa chiều ngày 13 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Ở phần liên quan đến việc định giá tài sản ngân hàng SCB tại thời điểm vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan không đồng tình với kết quả giám định của công ty Hoàng Quân. Sau khi khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, nên việc ngân hàng SCB thuê công ty Hoàng Quân giám sát tài sản là việc đáng ngờ và không khách quan. Được biết, Hoàng Quân Group là một tập đoàn đa ngành nghề, trong đó có thẩm định giá. Ở Việt Nam, khái niệm độc lập của các định chế là điều xa xỉ. Ví dụ, công đoàn độc lập như là thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam thù ghét nhất và quyết không cho những nhóm này xuất hiện và hoạt động. Tư pháp độc lập thì lại càng không, bởi Đảng cần một nền tư pháp chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Khi mọi lĩnh vực, ngành nghề đều chịu sự cai trị của Đảng thì không bao giờ có tính độc lập cả, bởi bản chất của chế độ này là như vậy. Phần định giá tài sản là kẽ hở cho khủng long chui vào để mà trục lợi. Ở khía cạnh kinh tế, Việt Nam vẫn khó có thể tìm được một công ty kiểm toán, các đơn vị giám sát độc lập. Có thể họ hô hào về tính độc lập, tự chủ, nhưng hầu hết lại làm theo mệnh lệnh, đặc biệt khi chính quyền là bên thuê những đơn vị thẩm định, giám định hoặc kiểm toán, thì những đơn vị này lại càng không dám độc lập. Còn nhớ vụ mobile phone mua AVG để đẩy giá AVG của Phạm Nhật Vũ lên cao, rút tiền ngân sách chia chác cho nhau. Các bên đã thuê 4 công ty giám định tài sản bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC, công ty Hà Nội Value và công ty Amax. 4 công ty này giám định cho ra kết quả rất khác biệt, trong đó Amax định giá thấp nhất, sau đó các bên mua bán căn cứ vào kết quả của Amax để mà thương lượng. Nhưng thực chất là vở diễn kịch thương lượng. Amax định giá AVG 16.000 tỷ đồng và hai bên thỏa thuận mua bán với giá gần 9.000 tỷ đồng. Thực chất giá trị thật của công ty AVG chỉ khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhưng các bên cùng nhau dựng lên kịch bản giám định này để rút tiền của nhà nước chia nhau. Công ty Amax được thành lập với vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng, vậy mà lại định giá doanh nghiệp khác lên tới 16.000 tỷ đồng. Vụ án này ông Tô Lâm cũng có dính líu, nhưng vai trò của ông đã chìm xuống. Trong vụ án mobile phone mua AVG, vai trò của công ty định giá Amax là vai trò gian lận của nhóm thực hiện thương vụ. Ngược lại, trong trường hợp định giá tài sản của Vạn Thịnh Phát, bầy kền kền đã dìm giá trị tài sản xuống thấp hơn giá trị trường để chiếm đoạt tài sản của Vạn Thịnh Phát. Ở đất nước này, khi kinh doanh của doanh nghiệp làm giám định theo lời mời của nhà nước thì liệu họ có dám làm giám định độc lập hay không? Nếu họ dám thì rất có thể họ sẽ không còn đất sống. Đồng thời cũng không loại trừ khả năng công ty Hoàng Quân đóng vai trò tương tự như Amax, tức là họ chỉ diễn vai trò giám định. Hiện tại bà Trương Mỹ Lan là người bị trói tay trói chân, bà không có quyền đòi hỏi hay chọn một công ty giám định dám bảo vệ lợi ích cho bà. Bà đang là bị cáo nên phía tố tụng làm gì, có dựng vở kịch gì đi chăng nữa thì bà cũng chỉ có thể chấp nhận. Bà Trương Mỹ Lan là một tội phạm kinh tế, đó là sự thật. Tuy nhiên, bà vẫn cần được công lý bảo vệ cho quyền lợi của bà. Còn những việc bà làm sai thì bà phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cần đúng sai, phần mình. Việc thuê các công ty để giám định tài sản của Vạn Thịnh Phát chính là kẽ hở rất lớn để những kẻ nhân danh luật pháp trục lợi. Chuyện định giá đất để đền bù cho dân là tiêu cực từ rất nhiều năm qua, gây ra biết bao nhiêu cảnh oan trái khắp nơi trong đất nước này. Vậy một Trương Mỹ Lan với khối bất động sản, tài sản khổng lồ có giá trị nhiều tỷ đô la thì đám kền kền sẽ tha được hay sao? Khi có cơ hội, chúng không bao giờ tha bất kỳ một ai cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin bầy kền kền, chói tay Trương Mỹ Lan, xẻ thịt Vạn Thịnh Phát.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.